soi tai mũi họng, chụp tim phổi và xét nghiệm với cúm. Em chào chị. Có một để bác sĩ giả kết quả nhé. Tai giữa bên phải nhé. Hôm qua em đi về, em 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 về, em
Cho cháu nó đi soi tai mũi họng, chụp kim phổi và xét nghiệm với cúm nhá. Vâng. Em đi chị ra ngoài này nhé. Mình ngồi cách quán đi. Dạ cho em rồi.
hết lên trời đây nhỉ. Ngon thế. Mình nhìn thấy bác sĩ là mình không lắm. Đây là cháu nó bị viêm tay giữa bên phải nhá. Viêm amidan có phát độ 2 thì đặt thuốc 5 ngày, thì vừa nãy cháu đặt 1 ngày rồi nhá. Thì bây giờ anh kê thuốc cho cháu về mẹ cháu cho cháu nó uống nhá. Thì thuốc thì thứ nhất là có kháng sinh này. Có kháng sinh, có thuốc bổ nhá. Cho em uống theo hướng dẫn ghi trên bìa thuốc đây nhé. Vâng, đây em bìa thuốc. Đây, 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 đây.
xuống nhé, mẹ xuống một cái áo mới cho em bé nhé. Nè, em bé mua cái áo mới này, em bé mua cái áo mới không? Em bé đeo cái tay không? À, em bé mua cái áo mới ở kia này. Đấy, đẹp thế nhỉ? Tôi mua xấu xí thế, thì mua mấy cho em nhé. Em đấy thì có áo đẹp thế. Nên là em đừng nên này. Nên đấy một tí nhỉ. Quần đấy. Bộ này nó chỉ thế này thôi. Được mà. Nó chỉ có hai số thôi mà. Thay cái áo ra đấy. Cứ nữa lại lạnh đó. Nó tối về lại lạnh. Tối về lạnh. Mua về giặt xuống cho mặc nhá em nhá. Lấy áo gió nó không? Thì lấy như thế thôi. Bé có áo mới rồi, quần áo tu đông rồi. Yêu nhà, yêu yêu nhà. Bác không, mẹ không biết. Kéo à. Em ngủ. Kéo áo thật thử trên nào đẹp không? Còn có cái này yêu yêu này. Chị ơi, đẹp mà bác không làm sao đâu mà. Bác chỉ mặc áo bê bế nhưng mà vừa ấy nhỉ. Phải xuống cái áo. Sợ à? Em bé sợ à? Cho em bé à. Đây, đây cho vào túi cho em nhá. Lấy vào túi nhá. Chị nhá, em này. Chị em bé này. Em bé hôm nay em lấy nhiều tiền lắm đấy nhỉ, em lấy nhỉ. Vì cái này đi tìm đồ bán thôi nhỉ, hết tiền rồi đây này. Có em bé nè. Hết rồi.
đi. Cái ngu ngu vậy nè, lên lên xem thuốc của em bé là đây nha, mở đi xem. Nghe thuốc của em bé nhá. À, sư cho em bé nè. Nào em bé nè. Em bé bị ốm nè. Quả xương xiển ở đây đấy. Đây nè, cái miếng hỏng nè. Đây là cái viêm phế quản nè. Nói làm nữa à? Một tí nhé. Em mê đói chưa? Uống chưa? Đói á? Uống cái này không? Cho vào đây, cho vào đây. Cho vào đây, mút cái sướng nhá. Muốn tè lắm rồi mà. Tè phải không? Sữa. Ôi sữa cho uống thuốc lắm. Uống thuốc mới khỏi đấy nhé. Mẹ uống sữa, sữa cho uống thuốc nhé này. Uống à. Nè uống sữa ăn thuốc không. Uống à. Mom. Ông này em. Đây lấy đi. Mua một cái cam nó ngọt nặng ầm ầm. Mama, ơ sữa, ơ sữa. Sữa. Mẹ tôm nè em ơi.
Nó. Nắng rồi nhá. Yeah, man.